Thảo tôi ra, tôi có thể đáp ứng tất cả. Thật ư? Vậy ông có thể mang ba tôi trở lại được không? Đây, nhanh rẽ liền. Lũ ác quỷ đội lốt thiên an. Ba tôi cũng vậy đấy. Cảm nhận đi luôn. Bên này. Muộn một bước rồi. Hắn chưa thể đi xa được. Chia ra. Hắn đang chạy về hướng tây phía miết đi ạ. Hướng này.